ơi, nhoi quá nè. Xin chào các bạn nha. Đây là mấy bé, hai bé lạp xưởng. Con mẹ nó nè, nhoi quá nè các bạn. Đó. Hai bé lạp xưởng con ăn nè. Đó. Chưa có mở mắt, mới có 10 ngày thôi các bạn ạ. Coi nhoi quá nè. Nè. Con lom lom chạy tùm lum đây nè. Thương không các bạn? Cực kỳ dễ thương luôn. Bé này biết cái phần nó không biết nó khô lại này biết được đó. Cá một đực các bạn ạ, à. Đủ một cặp luôn. Mới nhỏ, mới có 10 ngày thôi, tầm 16 ngày thì mở mắt vài bữa nữa, nhanh lắm các bạn ạ. Cái bé này thì nhanh phát triển lắm, đang bú sữa mẹ thì hôm vừa rồi thì mới đẻ ra ốm nhom mà đang bú sữa mẹ mặt tròn trịa, đang phát triển lắm. Này cha mẹ vậy cười lên cái coi. Nhoi lắm các bạn ạ, à. Mẹ mà nhoi quá trời luôn, mình cho con bú đi. Tầm một tháng thì bắt đầu sẽ hơn một tháng, 40 ngày sẽ ra bầy. Bị cái hai bé nè, nhiều nhiều cho ba nhờ chứ hả? Hả? Cái gì ít vậy hả? Rồi cái kêu la gì hết á, nhỏ lớn hơn xíu thì bắt đầu biết la biết kêu rồi. Xin chào các bạn nha, bye bye nha, bye bye các con nè. Vô chăm con cho nay nghe chưa, chăm cho nó bú cho nó mập mạp nghe chưa. Thánh Toàn Pet Dog là kênh mua bán chó và chăm sóc thú cưng. Bạn hãy nhấn nút đăng ký kênh và biểu tượng chuông thông báo để không phải bỏ lỡ những video mới nhất nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh Thánh Toàn Pet Dog nhiều ạ. Và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.